Tiếng Anh là kiểu xa như gì. Tưởng nó phải tập phát lên nhà chính là xong Làm sao rồi. mà lên được đâu, ta nhìn màu tao biết là nó xong. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua được mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi chia sẻ với mong muốn bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, nên đi chậm lại để đánh giá và thực tế hiểu được rõ về các giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường. Bản thân các bạn cần phải hiểu rõ làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay thầy dạy Forex hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài chỉ là những thằng dùng trading view để phân tích về xu hướng nhận định trên thị trường, đưa ra chiến lược như đúng rồi xin lỗi nhà đầu tư. Nếu không giao dịch thực tế, nếu không chứng minh thực tiễn trên thị trường, nếu không cho bản thân nhà đầu tư xem xét và nhìn nhận đánh giá rõ trên lịch sử giao dịch của người đứng ra chia sẻ trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là một kẻ bị bợm trên cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh được, đó là điều hiển nhiên. Bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ giữa một người vận dụng áp dụng ở trong thực tiễn để chứng minh cho nhà đầu tư và một kẻ chỉ nói nhăng nói quậy và nhà phân tích ở trên thị trường mà không chịu chứng minh thực tế giao dịch trên thị trường, hoàn toàn khác xa nhau, đó là điều mà nhà đầu tư nên biết. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên hiểu rõ về giá trị này trên thị trường. Và cái chuyện mà thầy dạy Forex phải thực chiến là gì, là trực tiếp đi lệnh trên thị trường cho học viên xem. Cũng giống như tôi, đây toàn bộ những lệnh này, anh em học viên đều trực tiếp theo dõi trong cả quá trình tôi giao dịch vận dụng trên thị trường. Đó là chuyện rất là bình thường và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ điều này. Và thầy dạy thì phải có trách nhiệm dẫn chứng chứng minh về những giá trị đó trên thị trường. Có như vậy thì chúng ta mới biết được người đó có năng lực thật sự hay không khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex. Đấy, mời nhà đầu tư theo dõi nha. Đó, hôm nay thì mấy tuần này thì nó đi hơi ấy cả, và những tài khoản thì tôi TB và những tài khoản thì tôi vẫn tiếp tục để nha. Mày thấy tao đọc tin nhanh không? Nhìn phát cái tao bảo hôm nay đi không nhiều. Cái đấy là gì nhỉ? Cái đấy là 5 tháng chơi lâu mà phải phải chơi được thật sự thì mới hiểu được. Xuống chưa? Xong rồi đấy. Nên là những cây đầu tiên ta ăn xuống đây là đẹp. Cây này lát là tao kẹp lại đoạn dưới. Cây này tao kẹp lại nửa lót, một lót. Xong rồi tao tháo full, tao tháo hết machine level ra. Mà tao tháo hết ba lăng ra, tháo hết cả từ ra. Xong rồi tao để lại. Tất con cuối cùng là tiền của sàn chơi. Có những cái kỹ thuật đánh, có những cái kỹ thuật bắt đỉnh bắt đáy là dùng tiền nhỏ bắt. Có những đoạn tao nhồi cực kỳ tiền, những đoạn tao không nhồi 500 chưa. Giống như tài khoản bên này, tài khoản bên này tao đánh cực kỳ ít, nên tài khoản này tao đánh cực kỳ ít. Bởi vì đánh một phát, tại vì số tiền lớn mình, mục đích của mình là thả, và mục đích của mình TB những cái điểm khác nên mình sẽ phải vận dụng khác. Còn đây mình ví dụ giống như tài khoản này chỉ có vứt vào đây có ngàn mấy, nhưng mà để mà lấy thôi nha, vứt vào đây có ngàn mấy, nhưng mà để mà đánh hai lót bao lần à. Tao tính tám ngàn mấy bốn lót tập thể, nhưng mà nó vẫn bị trùng tay. Tao ghét nhất là mấy thằng chụp rồi này. Chụp này thì demo chứ gì nữa. Thực ra đi như này, qua bên này, đây nhìn đây. Cái này còn xuống không? Nếu mà đánh tập nhiều thì đây vẫn còn xuống, nên phải chờ
quay qua bên này. Chào bên này. Không, quay qua bên này các chị, nhưng mà không được có hỏi gì, tại vì đang live. Đây là khi mà đây toàn bộ đây thì có phải cây này bắt ở đoạn này chính là đoạn này chứ, và đây phối hợp cả đoạn này. Đó. Tao ngán là tao ngán cái má nó bẫy đoạn này, nhưng mà giờ nó dập dìu đây, khả năng lên thì nó cũng có khả năng lên tới đây mà ít, nhưng mà thì nhà đoạn này nó có thể nhấc lên đây cái nó hạ xuống không thì đi bóng bẻ tài khoản rồi. Đó là cái mà điều tao phân vân, cho nên đoạn đầu tiên tao đánh mồi, tao tính tao đánh đoạn này cây đầu tiên mà trước tin ra tao đánh bay lên là tao tính ăn về biết bao nhiêu, hai đúng hai hai chín là đúng, hôm nay nó lên 291 chưa. Cây đầu tiên tao đặt TP là 29, lúc ở trên live trước mày nhìn mày thấy, và gì nhỉ, nếu mà lên 29 mà trên khoảng 30 là tao xả cây về rồi, nhưng mà gì nhỉ, nó không lên về sau thôi tao xử lý. Và đây tao ngồi trong kia tao xem này, đoạn này xong rồi cuối cùng tao thấy thả luôn, tối nhồi lên luôn. Đó. Và tao nhìn ở trong ngoài đây khả năng chờ cây này đấy, cây này chỉ cần xác định một phát đấy nào để sâu xuống dưới luôn. Thế nên là nhà khi mà chưa đánh được dài rất là oải, bởi vì đánh dài giống như em nhìn này anh nha, ví dụ đây đoạn này em thả được dài, cây này đi xuống này em đi về đây nó nhồi về đây khác hẳn chưa, xong rồi lại nhồi về đây, xong rồi lại nhồi lên đây nó khác hẳn chưa. Thế nên nhiều lúc rất là khi mà đánh dài nhá, cây này ăn về được đến đến đây sâu chưa, nó nhồi đây có phải là gần 1/2 chưa, xong rồi bắt đầu đi tiếp xuống đây nuôi được đây, bây giờ nó hồi về đây. Tao nói thật với mày, nhiều lúc nếu mà ví dụ giống như tài khoản này của tao, nếu mà tao TB tao phải ăn được gấp 6 lần tao không TB tao nuôi lệnh. Đánh dài á mất công mất sức ở cái đoạn gần lắm. Thôi chào anh em nhé, tôi có những cái hướng mà tôi cần phải giải quyết trong cái lệnh giao dịch của bản thân mình. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.